Hàng triệu những fan hâm mộ đội tuyển Đức đã phải bật cười trước sai sót khá hài hước của FIFA. 99 giây sau khi mở màn bảng F giữa Đức và Mexico diễn ra, bảng tỷ số trận đấu đã là 3-0 cho những nhà đương kim vô địch thế giới. Có lẽ những nhân viên kỹ thuật lo phần đồ họa của FIFA cho rằng Đức quá mạnh so với Mexico nên đã điền sẵn tỷ số trên, và do thao tác kỹ thuật bị lỗi nên mới để xảy ra sự cố vốn cùng hài hước trên. Tuy nhiên, thật trớ trêu là kết thúc 90 phút, bên cạnh việc không thể ghi được một bàn thắng nào vào lưới Mexico, những nhà đương kim vô địch còn để cho đối thủ đến từ Bắc Mỹ gây sốc với chiến thắng tối thiểu 1-0. Có lẽ sau trận đấu này, các cầu thủ Mexico cũng sẽ chặn trên móc các nhân viên kỹ thuật của FIFA vì sự cố hy hữu ở trên. Bởi dẫu sao, họ cũng vừa có được một chiến thắng lịch sử trước những nhà vô địch thế giới. Không những vậy, ngay sau khi kết thúc trận đấu, Chicharito và các đồng đội đã không cầm được những giọt nước mắt bởi chiến tích này. Có lẽ những giọt lệ này sẽ là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất tại kỳ World Cup năm nay. Gây ấn tượng không kém với các cầu thủ trên sân, rất đông người dân đã theo dõi trận đấu này qua màn ảnh TV tại quê nhà Mexico. Khi Irving Lozano ghi bàn thắng quyết định vào phút 35, hàng triệu người ở thành phố Mexico nhảy cẩn lên vì vui sướng, và điều này vô tình đã tạo nên một trận động đất nhỏ. Viện nghiên cứu địa chất và khí quyển Mexico cũng có thông báo về hiện tượng này. Ít nhất hai máy đo đã phát hiện được địa chấn. Đây là do con người gây nên chứ không phải do thiên nhiên. Trận động đất này có lẽ là do quá nhiều người nhảy lên cùng một lúc khi cầu thủ Mexico ghi bàn. Có được 3 điểm, người Mỹ đang tràn trề cơ hội đi tiếp khi chỉ gặp hai đối thủ được đánh giá thấp hơn ở hai vòng đấu còn lại là Hàn Quốc và Thụy Điển. Trong trận đấu với Thụy Sĩ, Neymar là ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía Brazil, nhưng chân sút sinh năm 92 không thể tỏa sáng như kỳ vọng khi anh bị theo kèm quá chặt, liên tiếp bị đối phương phạm lỗi. Chứng kiến màn thể hiện nhạt nhòa của Neymar trước Thụy Sĩ, người hâm mộ bóng đá thế giới và đặc biệt là các fan của đội bóng áo vàng xanh đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng tiền đạo này quá chú tâm vào vẻ bề ngoài thay vì phong độ trên sân. Croatia đã có ngày ra quân World Cup 2018 đầy thuận lợi khi đánh bại Nigeria với tỷ số 2-0. Tan trận, các cầu thủ đã tặng áo thi đấu cho fan như một lời cảm ơn họ đã đến cổ vũ. Nhưng Ivan Rakitic, ngôi sao của Barcelona, lại tặng cả quần thi đấu lẫn giày cho các fan. Thế nên Rakitic lúc đi vào đường hầm chỉ còn mặc một chiếc quần boxer và vớ. Điều này khiến mọi người rất ngạc nhiên. Cái đồ tặng người khác có lẽ là sở thích của Rakitic. Còn nhớ 4 năm trước tại kỳ World Cup ở Brazil, Rakitic cũng cởi cả áo lẫn quần để trao đổi với cầu thủ Cameroon là Mbia. Người hâm mộ khi đó khá choáng vì cầu thủ trước nay chỉ tặng áo chứ chưa thấy ai tặng cả quần như Rakitic.